tuyên bố sốc trước đại chiến Joy và Dubois. Trong khi fan hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi cuộc chiến giữa Joe Joy và Daniel Dubois vào tháng 10, thì mới đây nhà tổ chức Frank Warren lại có phát ngôn khiến nhiều người thấy lo lắng. Lúc đầu, hai võ sĩ người Anh được lên lịch để so tài cùng nhau vào ngày 11 tháng 4, nhưng lệnh cách ly vì virus corona đã khiến nó bị rời sang ngày 11 tháng 7. Và hiện tại, cuộc đối đầu này được lên lịch lại vào ngày 24 tháng 10 năm nay. Hiện tại thì cả hai đã phải thi đấu trong tình trạng không khán giả. Mới nhất là trận thắng knockout kỹ thuật của Joy trước đối thủ Michael Woolis. Về phần Dubois, anh sẽ tranh tài cùng Eric Prefer vào ngày 29 tháng 8. Khi được hỏi về bước tiếp theo của việc đưa khán giả trở lại với những trận đấu, Warren đã nói với TalkSport: "Bạn có thể đạt được 3.000 khán giả trong một đấu trường 20.000 sức chứa, điều đó thật kinh khủng. Bạn không được phép ngồi gần người khác, bạn phải phân chia mọi người ra khắp đấu trường, như vậy chỉ có 20% vé ngồi có thể bán. Và tôi phải thành thật nói với bạn rằng, nếu con số chỉ ở mức 20%, thì trận đấu sẽ lại bị hoãn một lần nữa. Chúng tôi phải có khán giả trực tiếp. Nếu là một trận đấu đáng chú ý như Daniel và Joe, bạn sẽ muốn đám đông chia vui với thần tượng của họ. Bạn muốn bầu không khí đó, nhưng là phản ứng của họ. Bạn có thể cảm nhận được đám đông xung quanh mình và thấy bị kích động hơn. Đó là những gì chúng tôi cần. Tôi không muốn một không gian tẻ nhạt. Phải có một đám đông thực sự." Chưa rõ cuộc chiến giữa hai tay đấm hạng nặng đang toàn thắng ở nước Anh có diễn ra như kế hoạch hay không. Nếu nó thực sự bị hoãn một lần nữa, thì thực sự là một tin không vui với người hâm mộ môn thể thao này. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Daniel Dubois, Joe Joy cùng 5 trận đấu tâm điểm của Quyền Anh tháng 7 và tháng 8. Tổ chức Queensbury đã công bố chi tiết về 5 trận đấu đầu tiên sẽ trở thành tâm điểm mùa hè này trên BT Sport, lúc Quyền Anh có thể diễn ra đằng sau những cánh cửa khép kín. Người mộ đã rất phấn khích về cuộc đối đầu hạng gà giữa Brad Foster, 12 trận thắng, 2 trận thua, 5 trận knockout, và James Bisch, 12 trận thắng, 2 trận knockout, vào đêm thứ 6 này. Giờ họ có thể hướng đến những cuộc chạm trán xa hơn vào ngày 25 tháng 7, 31 tháng 7, 20 tháng 8 và 29 tháng 8. Những pha knockout đáng chờ đợi sẽ trở lại với sự góp mặt của những ngôi sao người Anh như Joe Joyce, Daniel Dubois, Lyndon Arthur. Joe Joyce gặp Michael Waslit vào ngày 25 tháng 7. Fan của Joyce sẽ không phải chờ lâu nữa khi tay đấm người Anh 10 trận thắng, 9 trận knockout sẽ đọ sức với đối thủ người Đức Waslit 20 trận thắng, 3 trận thua, 13 trận knockout trong một trận đấu 10 hiệp. Lần gần nhất Wallace thượng đài là vào tháng 9 năm 2019 trong chiến thắng knockout kỹ thuật trước Tony Joka. Lyndon Arthur gặp Dave Spillman 31 tháng 7. Ở hạng dưới nặng, trận chiến giữa nhà vô địch Lyndon Arthur 16 trận thắng 12 trận knockout và kẻ thách đấu Dave Spillman 16 trận thắng 3 trận thua 8 trận knockout cũng rất đáng quan tâm. Tay đấm bất bại Arthur đang sở hữu tỷ lệ knockout là 75%. Archer Sharp và Jeff O'Fory 20 tháng 8. Trận tranh tài WBO châu Âu ở hạng siêu long giữa Archer Sharp 18 trận thắng, 9 trận knockout và Jeff O'Fory 10 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua sẽ diễn ra vào cuối tháng 8. Chủ nhân danh hiệu vô địch người Anh Sharp sẽ bảo vệ ngôi vương trước đối thủ đồng hương Daniel Dubois và Eric Prefer 29 tháng 8. Tháng 8 sẽ khép lại bằng cuộc đại chiến giữa thùng thuốc nổ Daniel Dubois 14 trận thắng, 13 trận knockout và Eric Pifferer 7 trận thắng, 5 trận knockout. Đây là trận đấu đầu tiên trong chuỗi bom tấn mùa hè của Frank Warren trên BT. Dubois đang sở hữu danh hiệu WBO hạng nặng quốc tế và sẽ có màn thử thách thực sự trước tay đấm đến từ nước Nga, Pfeiffer. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Mayweather chọn 5 boxer vĩ đại nhất lịch sử, gọi mình là số 1, loại Mike Tyson và Muhammad Ali. Floyd Mayweather đã loại Mike Tyson và Muhammad Ali khỏi danh sách 5 võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất mọi thời đại, đồng thời xếp mình ở vị trí số 1. Trong buổi livestream trên Instagram của rapper Fat Joe,
Floyd Mayweather đã được hỏi về danh sách 5 võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất mọi thời đại theo đánh giá của cá nhân. Tay đấm bất bại có thành tích xuyên suốt sự nghiệp 50 chiến thắng và không trận thua đã không ngần ngại chọn mình là số 1. Tuy nhiên điều tranh cãi không chỉ ở đó, tay đấm 43 tuổi còn thẳng thừng loại Mike Tyson và Muhammad Ali khỏi danh sách này. Theo đó, 4 cái tên tiếp theo được tay đấm có biệt danh Money lựa chọn là Pernell Whitaker, Roberto Duran, Larry Holmes và Aaron Prior. Chúng ta có Mayweather, chúng ta phải tới với Pernell Whitaker, rồi Roberto Duran, người đã khiến tôi gặp không ít khó khăn. Mayweather tiếp tục với các tay đấm hạng cân nặng. Tôi sẽ thành thật, đó phải là Larry Holmes. Khi nhận được phản hồi nghi vấn từ rapper Fragile, Mayweather bảo vệ quan điểm. Larry Holmes đánh bại tất cả các đối thủ trong thời đại của mình. Khi Larry Holmes bị Mike Tyson đánh bại, anh ta đã thua một nhà vô địch trẻ trung và khao khát, còn bản thân thì đã giải nghệ một năm. Mayweather còn khen Larry Holmes không chỉ giỏi trên sàn đấu, mà sự xuất sắc trong khả năng đầu tư kinh doanh. Anh ấy đã giỏi từ khi bắt đầu sự nghiệp cho đến khi kết thúc sự nghiệp. Về phía Aaron Pior, Mayweather cho biết, lý do duy nhất khiến anh ta thua trận là vì ma túy. Anh ta chỉ thua duy nhất một trận vì ma túy. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Top 10 võ sĩ quyền Anh hạng nặng hay nhất hiện tại. Theo bảng xếp hạng mới nhất của tạp chí quyền Anh The Ring, Tyson Fury đang được đánh giá là võ sĩ hạng nặng hay nhất thế giới. Tyson Fury trở lại ngôi vương khi giành đai vô địch WBC trước Deontay Wilder hồi tháng 2, dù từng gặp nhiều vấn đề như trầm cảm, tăng cân hay dính chất cấm. Võ sĩ người Anh vượt qua và trở lại đầy mạnh mẽ. Sau 31 lần tượng đài, Fury bất bại với 30 chiến thắng. Người xếp thứ hai là Anthony Joshua, võ sĩ 30 tuổi hiện giữ 4 danh hiệu hạng nặng, bao gồm WBA, WBO, IBO và IBF. Anh được đánh giá sau Fury một phần vì thất bại gây sốc trước Andy Ruiz vào tháng 6 năm 2019. Trong 23 trận đã đấu, Joshua chỉ để thua một lần và có đến 21 chiến thắng knockout. Vị trí thứ ba là Dillian White, võ sĩ người Anh hiện đứng đầu tại WBC. Sau thất bại duy nhất trước Joshua, tay đấm 32 tuổi trở lại với những trận thắng liên tiếp. Trong 27 chiến thắng, White có 18 lần đo ván đối thủ. Cái tên tiếp theo là Deontay Wilder. Thất bại trước Fury khiến võ sĩ người Mỹ mất đi đai WBC và phá vỡ chuỗi chiến thắng khá dài lên đến 42 trận. Hai lần đối đầu với võ sĩ người Anh, Wilder thua 1 và hòa 1. Tay đấm 34 tuổi đã kích hoạt điều khoản tái đấu lần 3 với Fury. Trong 42 chiến thắng, Wilder có đến 41 lần knockout, chiếm tỷ lệ 97,6%. Luis Ortiz xếp thứ 5. Võ sĩ người Cuba giữ danh hiệu vô địch WBA từ năm 2015 đến năm 2016. Trong 36 trận thượng đài, anh để thua 2 lần trước Wilder. Sức cạnh tranh vào nhóm đầu của tay đấm 41 tuổi không còn quá cao. Gần đây anh thách đấu huyền thoại Mike Tyson nhưng chưa được phản hồi. Vị trí thứ 6 thuộc về Andy Ruiz. Võ sĩ người Mexico gây sốc khi đánh bại nhà vô địch Joshua vào năm 2019. Tuy nhiên anh không thể hiện được nhiều và thất bại trong trận tái đấu sau đó 6 tháng. Ruiz là nam võ sĩ người Mexico đầu tiên vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới. Sau 35 lần thượng đài, anh giành 33 chiến thắng. Người xếp thứ 7 là Alexander Povetkin, võ sĩ người Nga từng giành các danh hiệu WBA, IBF, WBO và IBO vào năm 2013. Dù ở tuổi 40, Povetkin vẫn chiến đấu và không có kế hoạch giải nghệ. Trong trường hợp đánh bại Dillian White ở lần thượng đài sắp tới, cựu vô địch WBA nhiều khả năng có cơ hội tranh đai vô địch thế giới. Joseph Parker xếp thứ 8. Võ sĩ người New Zealand từng giữ danh hiệu WBO từ năm 2016 đến 2018. Sau hai thất bại trước Joshua và White, Parker chuyển hướng tìm những đối thủ tầm trung để có cơ hội nhiều hơn. Trận đấu gần nhất của anh là chiến thắng trước Tara Winter hồi tháng 2. Vị trí thứ 9 thuộc về Michael Hunter. Võ sĩ người Mỹ bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi để thua trước Povetkin vào cuối năm 2019. Thành tích hiện tại của anh là 18 chiến thắng sau 20 lần thượng đài. Cái tên cuối cùng là Oscar Rivas, võ sĩ người Colombia chiến đấu cho danh hiệu WBC tạm thời vào năm 2019. Khi còn thi đấu nghiệp dư, anh từng đánh bại Kubrat Pulev và Andy Ruiz.
Thành tích thi đấu chuyên nghiệp của Rivas là 26 chiến thắng sau 27 lần tượng đài, trong đó có 18 trận thắng knockout. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.